xin chào tất cả những billionaire của Việt Nam, tất cả những billionaire của toàn thế giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mới nhất của mình trong buổi chiều ngày hôm nay, lúc 15 giờ 43 phút ngày 12 tháng 6 năm 2023. Video này mình có một thông tin rất là thú vị để so sánh giữa hai đồng Bitcoin và đồng BNB. Đồng BNB là đồng ca sở của cái cái sàn Binance, một cái sàn uy tín về tiền ảo của thế giới hiện nay. Và nhiều bạn chắc chắn đang xem video này cũng là một trong những thành viên của sàn Binance và mình cũng vậy. Và chúng ta so sánh giữa hai cái đồng tiền này, đồng Bitcoin và đồng BNB này nó có những điều thú vị nào. Chúng ta cùng nhau đi vào bài viết. Thì bài viết này là nằm trên cái trang New Way và Thanh sẽ hào với một người. Thằng đầu tiên là một bài viết bằng tiếng Việt, phạm vi bên cạnh là tiếng Anh. Những bạn nào mà nước ngoài thì chúng ta có thể nhìn qua phiên bản tiếng Anh này để chúng ta xem ý nghĩa của cái bài viết này như thế nào và ở phần sau của video sẽ là thanh nhờ chị Google sẽ đọc cho chúng ta các phần tiếng Anh để mọi người hiểu hơn những bạn mà nước ngoài chúng ta hiểu hơn về đồng à, về, về B và cũng như đồng tiền BNB và thanh cảm cũng cảm ơn tất cả những các bạn mà đã có những dòng comment góp ý cũng như những dòng comment uh, dù tốt hay xấu thì con Thanh cũng rất là cảm ơn Ở video phía trước Mình rất mong những bạn người nước ngoài Sẽ có những cái dòng uh, comment Để nhận xét về video của Thanh uh, Help me Help me comment uh, Under video Thank you Thì Thanh đi vào cái phần uh, tiếng Việt Của cái bài viết này Quốc coi so với Binance bnb phân tích và so sánh Đó là bài viết của tác giả Recoba. Tiền điện tử đã gây bão thế giới tài chính, mang đến những cơ hội thú vị cho các nhà đầu tư cũng như những người đam mê. Với sự gia tăng của nhiều loại tiền kỹ thuật số, điều quan trọng là phải hiểu được sự khác biệt chính giữa chúng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh hai loại tiền phổ biến: Binance Coin và Binance BNB. Hãy đi sâu vào chi tiết và khám phá những tính năng, tiềm năng và sự khác biệt độc đáo của chúng. Bên quốc coi xây dựng một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung cho mọi người. Mạng bay là một dự án tiền điện tử tương đối mới nhằm mục đích tạo ra một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung mà con người có thể truy cập được. Ra mắt vào năm 2019, Bên Quốc tự phân biệt bằng cách tập trung vào khai thác di động cho phép người dùng khai thác tiền trên điện thoại thông minh của họ và không tiêu tốn quá nhiều năng lượng hoặc làm cạn kiệt tài nguyên thiết bị. Một trong những điểm bán hòn chính của Bên Quốc là nhấn mạnh vào tính toàn diện và dễ sử dụng. Dự án dự định tạo ra cơ hội cho các cá nhân không có phần cứng chuyên dụng hoặc chuyên môn kỹ thuật tham gia vào hệ sinh thái tiền điện tử. Bên Quốc cũng nhấn mạnh vào bảo mật và quyền điện tư, triển khai, khai th giao thức đồng thuận STEL là và hệ thống KIC tích hợp để ngăn chặn có hoạt động gian lận. Về cốc lõi, bên nước quốc đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và chưa được niêm yết trên sàn giao dịch lớn. Tiền bi bản địa của nó không có giá trị tiền tệ bên ngoài cộng đồng mạng bi. Dự án hiện đang trong giai đoạn tích lũy người dùng và xây dựng nền tảng vững chắc trước khi ra mắt mạng chính. Đó là đồng bi nước quốc. Bây giờ tiếp theo là đồng Binance BNB thúc đẩy hệ sinh thái Binance. Binance coi BNB được sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến Binance giới thiệu vào năm 2017 ban đầu được ra mắt dưới dạng mã thông báo ERC20 trên chuỗi khối Ethereum. BNB kể từ đó đã chuyển sang chuỗi Binance gốc của nó. BNB đóng vai trò là một nhiên liệu cho các hoạt động khác nhau trong hệ sinh thái Binance, bao gồm thanh toán phí giao dịch, tham gia bán mã thông báo và truy cập có tính năng bổ sung trên sàn giao dịch Binance. Theo thời gian, Binance đã phát triển và mở rộng các dịch vụ của mình, cung cấp cho người dùng một loạt các sản phẩm và dịch vụ ngoài tiền ngoài nền tảng trao đổi của nó. Tiện ích của BNB đã mở rộng cùng với sự phát triển của Binance, khiến nó trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái Binance. Người nắm giữ BNB cũng có thể tham gia đặt cược, mở thông báo và canh tót tăng suất thông qua công tác năng suất thông qua nền tảng tài chính phi tập trung DeFi của Binance, chủ thông minh Binance. BSC. Không giống như quốc BNB đã có mặt trên thị trường lâu đời và được liệt kê trên sàn giao dịch trên toàn thế giới. Giá trị thị trường và tính thanh khoản của nó làm cho nó trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Ngoài ra, Binance cũng nổi tiếng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và đón tin cậy nhất của toàn cầu. Điều này còn nâng cao uy tín của BNB. So sánh coi và Binance BNB về thứ nhất là tiện ích và trường hợp sử dụng. Bên quốc hiện đang trong giai đoạn phát triển ban đầu không có tiện ích nào được thiết lập bên ngoài cộng đồng bên quốc. BNB là cung cấp nhiên liệu cho hệ sinh thái bên quốc đóng vai trò là phương thức thanh toán cho nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm phí giao dịch, bán mã thông báo và các hoạt động DeFi trên chuỗi thông minh. Bên nên, hai là sự hiện diện và tính thanh khoản của thị trường. Bên quốc chưa được niêm yếu trên sàn giao dịch lớn và tính thanh khoản và khả năng giao dịch hạn chế. BNB được liệt kê trên nhiều sàn giao dịch có tính thanh khoản và khối lượng giao dịch đáng kể thứ ba phát triển và áp dụng bên quốc coi vẫn đang trong giai đoạn phát triển và thử thử nghiệm tập trung vào việc xây dựng cơ sở người dùng vững mạnh trước khi ra mắt binance bnb là tiền điện tử lâu đời và áp dụng rộng rửa được hỗ trợ với sàn giao dịch binance nhân tiếng với hệ sinh thái thịnh vượng và nỗ lực phát triển nhất quán phần kết luận bên quốc và bên được diện cho hai cách tiếp cận và giai đoạn khác nhau trong bối cảnh tiền điện tử mượn bay nhằm mục đích tạo ra một loại tiền kỹ thuật số toàn diện và thân thiện với người dùng và bất kỳ ai cũng có thể truy cập được với bất kể chuyên môn kỹ thuật hai phần cứng chuyên dụng nó tập trung vào khai thác di động và nhấn mạnh tính bảo mật và quyền riêng tư thông qua việc triển khai giao thức đồng thuận Stellar và hệ thống cây xe tích hợp tuy nhiên mạng bay vẫn đang trong giai đoạn đầu và hiện không giữ giá trị tiền địa trên ngoài cộng đồng của nó đó là một bài so sánh mình thấy cũng rất là hay bên nước quốc vẫn được xem là một cái đồng tiền nó đang ở trong giai đoạn mạng kính nên về so sánh thì tất nhiên nó không thể nào bằng BNB được. Không thể được. Vì BNB, BNB Quốc vẫn chưa được công nhận trên toàn thế giới về đồng tiền. Vẫn chưa có giá trị. Giá trị hiện tại vẫn là không Còn BNB thì được công nhận trên toàn thế giới luôn. Và nó cũng có giá trị rất là khủng trên cái thị trường, cái sàn du dịch Binance. Các bạn nào mà tham gia sàn du dịch Binance thì cũng biết giá trị của đồng BNB là như thế nào rồi. Nó là một trong những đồng uy tín nhất mà chúng ta có thể tham gia hiện tại thị trường uh, uh, crypto đang ở mùa đông nên mình khuyên các bạn cũng nên chỉ có tham gia là, nên tham gia vào đồng BTC thôi, đồng Bitcoin thôi. Còn các đồng khác thì chúng ta cũng nên để im đó, từ từ khi mùa xuân đến thì chúng ta hãy tham gia. Đó là cái phần tiếng Việt mình đã hầu chuyện với bạn phần tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần tiếng tiếng Anh của cái bài viết này, bài viết so sánh giữa Binance và BNB. Chúng ta cùng nghe. Xin mời các bạn, Pi Network Coin vs Binance BNB: A Comparative Analysis by Rebecca Hoami. Rebecca Hoami. Cryptocurrencies have taken the financial world by storm, offering exciting opportunities for investors and enthusiasts alike. With the rise of numerous digital currencies, it's crucial to understand the key differences between them to make informed investment decisions. In this article, we will compare two popular cryptocurrencies, Pi Network Coin and Binance BNB. Let's delve into the details and explore their unique features, potential, and differences. Pi Network Coin Building a decentralized digital currency for everyday people. Pi Network is a relatively new cryptocurrency project that aims to create a decentralized digital currency accessible to everyone. Launched in 2019, Pi Network distinguishes itself by focusing on mobile mining, enabling users to mine coins on their smartphones without consuming excessive energy or draining device resources. One of Pi Network's key selling points is its emphasis on inclusivity and ease of use. The project intends to provide an opportunity for individuals without specialized hardware or technical expertise to participate in the cryptocurrency ecosystem. Pi Network also places a strong emphasis on security and privacy, implementing the Stellar Consensus Protocol SCP, and a built in KYC system to prevent fraudulent activities. At its core, Pi Network is in the early stages of development and is not yet listed on major exchanges. Its native Pi coins hold no monetary value outside of the Pi Network community. The project is currently in a phase of accumulating users and building a strong foundation before reaching its mainnet launch. Binance BNB, fueling the Binance ecosystem, Binance coin, BNB. Was introduced by the popular cryptocurrency exchange Binance in 2017. Initially launched as an ERC20 token on the Ethereum blockchain, BNB has since migrated to its native Binance chain. BNB serves as the fuel for various activities within the Binance ecosystem, including trading fee payments, participation in token sales. And accessing additional features on the Binance exchange. With time, Binance has evolved and expanded its offerings, providing users with an array of products and services beyond its exchange platform. BNB's utility has expanded alongside Binance's growth, making it an integral part of the Binance ecosystem. BNB holders can also participate in token staking and yield farming through Binance's decentralized finance (DeFi) platform, Binance Smart Chain (BSC). Unlike Pi Network, BNB has a well-established market presence and is listed on numerous exchanges worldwide. Its market value and liquidity make it an attractive option for traders and investors. Additionally, Binance has gained a reputation for being one of the largest and most reliable cryptocurrency exchanges globally, further enhancing BNB's credibility. Comparing Pi Network Coin and Binance BNB 1. Utility and use cases. Pi Network Coin. Currently in the early development phase, with no established utility outside of the Pi Network community. Binance BNB. Fuels the Binance ecosystem. Serving as a payment method for various services, including trading fees, token sales, and DeFi activities on Binance Smart Chain. 2. Market presence and liquidity, Pi Network Coin. Not yet listed on major exchanges, with limited liquidity and tradability. Binance BNB. Listed on multiple exchanges, boasting significant liquidity and trading volume. 3. Development and adoption. Pi Network Coin. Still in the development and testing phase, focusing on building a strong user base before the mainnet launch. Binance BNB. Well established and widely adopted cryptocurrency. Backed by the reputable Binance Exchange, with a thriving ecosystem and consistent development efforts. Conclusion Pi Network coin and Binance BNB represent two different approaches and stages within the cryptocurrency landscape. Pi Network aims to create an inclusive and user-friendly digital currency accessible to anyone regardless of technical expertise or specialized hardware. It focuses on mobile mining and emphasizes security and privacy through its implementation of the Stellar Consensus Protocol and built in KYC system. However, Pi Network is still in its early stages and does not currently hold monetary value outside of its community. <laughs> chị Google với cái bài viết so sánh giữa đồng Quốc và đồng BNB của sàn Binance uy tín nhất nhì của thế giới. Ở phần cuối video thì Thanh xin giới thiệu mọi người đây là giấy chứng nhận, chứng nhận điện tử. Thanh là nơi bán các cây bóng quyền của phần mềm Internet Download Manager. Đây là những người mà bán lại cái cây bóng quyền đó thì sẽ được cái giấy chứng nhận này và thanh là người được cái chứng nhận này mà thanh địa chỉ là ở an sơn thôn an sơn xã anh dũng huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi việt nam số điện thoại liên lạc của thanh website website đây website của thanh website trước kia thanh có làm cái này hiện tại thì website này thanh sẽ dùng cái việc khác địa chỉ email của thanh như vậy là đây là cái chứng chỉ để chứng minh rằng Thanh không bán những cái bản quyền lậu hay là mà đây là cái bản quyền chính hãng từ chính nhà sản xuất của phần mềm Tone còn phần mềm IDM, phần mềm Internet Download Manager. Công ty ToneNet. Và thành có hai cái loại cây mà muốn bán cho các bạn đó là cái bản quyền một năm với giá 250k. Chuyển khoản và thành gửi cây ngay và cái bản quyền trọn đời. Với giá 450k chuyển khoản và Thanh cũng sẽ gửi gửi ngay cho mọi người thông qua Zalo uy tín chất lượng và thanh không có quỵt bất kỳ cái máu giao dịch nào tính tới đến hiện tại. Hiện tại thì thanh có 10 cái bóng quyền một một năm, 10 cái bóng quyền trọn đời, thì cái bóng quyền một năm vẫn còn, cái bóng quyền trọn đời thì mọi người chỉ cần mua gửi tiền và thanh sẽ có cái bóng quyền trọn đời cho mọi người ngay, lập tức. Mọi người yên tâm vì cái độ uy tín không có lừa các mọi người về chất lượng, cái cây bóng quyền đảm bảo 100%. Nên. Uh, và các bạn cũng có xem các video của Thanh trước đó rồi về ph phần mềm in Internet Download Manager thì thành cũng đã thông báo một người một số giao dịch mà thành đã uh, có với một số bạn ở đất nước Việt Nam kể cả bạn lớn lớn nhất là một cái bác lớn tuổi có thể thành gọi là bác chứ chí gọi là ông bác lớn rất lớn tuổi và cũng yêu phần mềm này và cuối video thì thành cảm ơn tất cả mọi người đã chịu khó lắng nghe đến cái phần phút cuối cùng của video này và bản thân đồng bên nước quốc dù có giai đoạn Than trầm hay giai đoạn thanh hoa thì thành vẫn tin tưởng tuyệt đối là bên sẽ thành công. Nên có một người đã theo kênh kênh thanh thì chúng ta hãy đừng bao giờ mà suy, uh, bao giờ mà thay đổi ý định là bi sẽ không thành công, uh, đừng bao giờ ng nghi ngờ bi sẽ không thành công mà phải tin tưởng tuyệt đối binh sẽ thành công. Đó là điều thành mong muốn các bạn uh, đạt được điều đó để chúng ta không bao giờ phải 50 50 cứ nghĩ là bay sẽ không thành công mà dẫn đánh chúng ta bỏ cái đồng bay đi rất tiếc mọi người đồng BTC đã là một trong nhân chứng lịch sử với cái chiếc bánh pizza có ngon Bitcoin thì uh, B, BTC thì đó là một điều mà nhân vật mà bán cái, cái đồng bia, đó bán cái cái, cái bán pizza đó thì anh ấy trúng tình trúng lời rồi nhân vật mà mua thì anh nói chắc là hấu tiếc cả đời luôn một lần nữa rất cảm ơn tất cả mọi người đã xem video rất mong mọi người đặc biệt là những bạn ở ngoài hãy comment hãy like video subscribe kênh đặc biệt những đồng comment của những bạn trong nước cũng như nước ngoài đó là một niềm động lực để thành có những video tiếp theo hay hơn và có động lực để thành ra những video tiếp theo hay hơn một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo